Xin chào mọi người. Chúng ta lại đến với kênh Đầu tư gì và Thế giới đầu tư cùng với David. Hôm nay trước khi vào những cái mô hình đầu tư thì chúng ta có thể bàn bạc về một số các cái tạo động lực trong cái năm 2019 này. Năm việc cần làm để tăng năng suất trong năm mới. Hãy gác lại thất vọng nếu một số mục tiêu năm 2018 không đạt được. Đây là những cái lời khuyên của những cái chuyên gia mà chúng ta cùng đọc báo lúc này. Đầu tiên là chọn mục tiêu trong ngày. Người ta nói rằng chỉ ra cái mục tiêu trong ngày là một trong những yếu tố quan trọng để chúng ta có năng lượng. Viết ra 3 mục tiêu trong ngày để tập trung hoàn thành. Ngày nào cũng vậy. Rất là dễ để chúng ta thành công. Tạo những thay đổi nhỏ. Điều chỉnh thói quen nhỏ về lâu dài sẽ tạo thành thành quả thay đổi lớn. Chiến lược gia Stephen Dunier nói trên một chương trình TED Talk rằng là bạn không cần phải một số kỹ năng đặc biệt hay phép màu để đạt được những ước mơ đầy tham vọng. Thay vào đó, bạn chỉ cần thực hiện một loạt điều chỉnh những thói quen nhỏ hàng ngày, ví dụ như là dậy sớm hơn hay là đi ngủ sớm hơn, hoặc là đi làm việc nhiều hơn hay là nghĩ nhiều hơn chẳng hạn như vậy, những cái thói quen nhỏ mà hàng ngày. Bắt đầu hành động ngay, nên hành động ngay khi có mục tiêu thay vì chờ cảm hứng. Tôi cũng như là mọi người cần phải có cảm hứng làm việc. Tuy nhiên người ta bảo là phải bắt đầu ngay, hãy ghi chép ra và bắt đầu thực hiện, gặp người A, người B, người C hay là chia sẻ với họ những cái dự án và những cái cách của mình, hoặc là chúng ta gặp những cái hội thảo nào đó để chúng ta tìm hiểu tại sao cái dự án của mình có thể kết hợp được hay là phù hợp với bản thân hay không. Có những cái dự án rất là hoành tráng nhưng không phù hợp với mình cũng phải nhanh chóng loại bỏ ra. Có những cái dự án rất là nhỏ thôi nhưng nó phù hợp với mình, phù hợp với lại tiêu chí tài chính, phù hợp với thời gian, công sức và phù hợp với bản thân mình thì có thể là rất là ok. Mọi người đều phải trải qua những thời điểm cảm thấy không có động lực để làm gì cả. Nhưng nếu bạn chờ đến lúc có cảm hứng là làm việc thì lại không bao giờ thay đổi để thành công. Chuyên gia nghề nghiệp Robin nói rằng thay đổi thật sự chỉ xảy ra khi bạn hành động. Do đó mỗi ý định là phải hành động chứ không phải chờ đợi. Tiếp theo nữa là nghĩ vấn đề ở mặt dài hạn. Trước đây thì tôi cũng thường nghĩ ở ngắn hạn. Tất cả những cái mô hình đầu tư như Bitcoin, rồi bất động sản, hầu như mình chỉ mong muốn được lướt sóng, hầu như mình chỉ mong muốn ngắn hạn. Nhưng mình hãy nghĩ dài hạn ra và xem được các mốc giá so với cái việc mà mình tính toán ra sao, cái việc cắt lỗ hay là chốt lời như thế nào. Nghĩ về dài hạn. Hầu hết mọi người đưa ra quyết định dựa trên mức độ cấp thiết, tầm quan trọng của vấn đề. Tầm quan trọng, cấp thiết, khẩn cấp đấy. Nhưng theo chiến lược gia về hoạch định cá nhân, Varen nói rằng là bạn cần xem xét thêm yếu tố dài hạn. Bạn nói hay nói cách khác, hãy tìm cách tự động hóa hoặc ủy thác các cái việc vặt trong cuộc sống hàng ngày để đầu tư thời gian công sức vào những cái vấn đề thực sự quan trọng hơn. Cụ thể, bạn chọn ra các ưu tiên hàng ngày. Hãy hỏi rằng những gì tôi làm hôm nay có tốt tương lai của tôi như thế nào. Varen nêu ra ví dụ chọn thanh toán hóa đơn tự động bằng cách tốn công một lần để thiết lập chế độ thanh toán hóa đơn hàng tháng tự động. Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian về dài hạn. Cái vấn đề ở đây là các cái mô hình của những người nước ngoài họ tư vấn thì họ có thể không gần với lại các yếu tố về văn hóa, về thời gian, về công sức hay là về mô hình phù hợp của người Việt Nam. Tuy nhiên đối với cái góc độ mà David cùng với mọi người nghiên cứu 5 cái chiến lược để tăng năng suất trong năm mới thì chúng ta sẽ vận hành nó để đưa ra các vấn đề về sự phù hợp. Và cái nghĩ về mặt dài hạn này chúng ta được hiểu như sau. Cái vấn đề hiện tại liên quan đến công việc, liên quan đến tất cả những cái mối quan hệ, liên quan đến cách làm và đầu tư thì nó phải phù hợp với lại bản chất của chúng ta. Những cái yếu tố quan trọng trong cái cá nhân và sự phù hợp của mỗi cá nhân thì mới có thể thành công được. Đây, lên lịch làm việc sớm là ý thứ 5. Nên lịch làm việc cho tuần sau từ thứ 6 tuần này. Hãy ngừng ám ảnh rằng bạn không có thời gian để làm việc X, Y và Z. Thay vào đó hãy nói không, tôi làm việc X, Y và Z. Đó không phải là việc ưu tiên của tôi. Chuyên gia quản lý thời gian là Van der Kam cho rằng hầu hết người ta đều có quỹ thời gian rảnh nhưng lại không được sử dụng tốt. Bạn có thể tối đa hóa thời gian rảnh chỉ bằng cách lập kế hoạch từ sớm và trước hơn. Mỗi thứ 6 ghi lại những việc ưu tiên trong tuần và tổng kết lại buổi tối. Thì trên đây là 5 việc làm để tăng năng suất trong năm mới. Thì David cùng với mọi người sẽ phân tích để chúng ta đưa ra các giải pháp đầu tư trong năm 2019. Và lúc này chúng ta
Sau khi tạo động lực, chúng ta đánh giá các kênh đầu tư lời lỗ ra sao cho năm 2018. Một, đó là vàng. Vàng thì kim loại quý luôn là sự lựa chọn ưa thích. Tuy nhiên biến động của thế giới giá 36, 47 và 3667 đến ngày cuối năm thậm chí còn giảm 200.000. Do đó người ta đánh giá là ít biến động. Tuy nhiên năm 2019 chúng ta sẽ xem xét về vàng rất là nhiều. Đô la Mỹ trái với sự trầm lắng, đúng không ạ? Và trong nước tỷ giá USD một năm biến động. Giá bán của Vietcombank đến 27 tháng 12 là 23.145. Trong khi đó tỷ giá bán trên thị trường tự do khoảng 23.430. Tuy nhiên do những biện pháp điều hành của nhà nước, ngân hàng nhà nước, tiền đồng vẫn được đánh giá mất giá ít hơn so với quốc gia trong khu vực. Đúng không ạ? Với những định hướng đưa ra thì diễn biến này, việc trông chờ biến động đô la Mỹ đều không thể xảy ra. Thì do vậy là do việc kiểm soát của ngân hàng nhà nước, do đó là việc đô la Mỹ tăng giá và giảm giá nhiều là ít. Người Việt thì thường nói đến bất động sản. Do vậy chúng ta nhìn thấy Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ít nhất hai đợt sốt ảo giá đất nền tự phát, đất nông nghiệp phân lô trái phép ở một số quận ven huyện ngoại thành Sài Gòn. Thị trường bất động sản miền Bắc cũng chứng kiến một năm diễn biến trái chiều ở các khu vực. Nếu thị trường Hà Nội ảm đạm về giao dịch, đặc biệt phân khúc căn hộ, thì thị trường bất động sản các tỉnh lân cận rất sôi động, đặc biệt phân khúc đất nền. Chúng ta nhìn lại cái đánh giá của năm ngoái, thứ nhất là căn hộ tại Hà Nội, tức là các căn chung cư, đúng không ạ? Diễn biến rất là yếu và đặc biệt là ít sóng. Do vậy là những người lướt sóng của các căn hộ, đặc biệt là các căn hộ cao cấp thì rất là khó có thể có lời trong năm vừa qua. Tuy nhiên ở Sài Gòn thì lại có thể lãi, một số các căn của Hưng Thịnh có thể ăn chênh lệch rất là tốt. Ngoài ra đất nền các khu vực, các tỉnh, ở các cái khu như là Phú Quốc, Đà Nẵng, ngoài ra là ở các cái vùng như là Phú Yên, Khánh Hòa rất nhiều thì lại đất nền lại tăng rất là khủng khiếp và có những cái đợt sốt. Chứng khoán, kênh đầu tư tiếp theo là chứng khoán, nối đạt tăng cuối năm 2017, thị trường bứt phá. Tuy nhiên biến động thị trường này thực tế đã diễn ra phức tạp hơn so với những dự báo màu hồng đưa ra hồi đầu năm. Màu hồng thì đưa ra rất nhiều các cái mô hình trong đầu năm, các mô hình vai đầu vai, các mô hình cánh bướm, đưa lên các cái con sóng của chứng khoán, phân tích rất khủng khiếp. Sau khi đạt đỉnh 1.200 điểm vào đầu tháng 4 thì đại diện sàn HOSE đảo chiều sụt giảm và mất 25% so với mất đỉnh đã xác lập. Hầu hết các nhóm cổ phiếu nóng, những cổ phiếu vốn hóa thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư đều giảm với mức chiết khấu phổ biến là 20-40%. Kéo theo đó là sự thua lỗ phần đông nhà đầu tư trên thị trường. Đó, chứng khoán có một cái sự rủi ro rất là khủng khiếp. Cái việc mất 20-40% là hoàn toàn có thể xảy ra trong thị trường chứng khoán. Và cái mức là gửi tiết kiệm. Trong khi vàng đứng yên, đô la Mỹ tăng hơn 2%, còn bất động sản và chứng khoán biến động bất thường thì gửi tiết kiệm phải được xem là kênh đầu tư an toàn. Mặc dù lãi suất gửi tiết kiệm có đợt sụt giảm vào năm 2018, nhưng những tháng cuối năm thì lãi suất đang tăng trở lại. Mức lãi suất huy động trên thị trường bắt đầu dục dịch chạy từ tháng 9 với biểu lãi suất của các ngân hàng liên tục được điều chỉnh từ cuối năm. Mức huy động cao nhất trên thị trường thuộc về nhóm ngân hàng tư nhân với lãi suất có thể lên đến 8,5% trên năm. Trong khi đó các biểu lãi của ngân hàng phổ biến từ 7,5-8%. Đây là ba mô hình phổ biến là vàng, chứng khoán và tiết kiệm. Thì tổng các cái mô hình là chúng ta nhìn thấy vàng này, đô la Mỹ, bất động sản, chứng khoán và gửi tiết kiệm. Vậy chúng ta nhìn nhận các cái đánh giá của bất động sản rất là tốt. Tuy nhiên năm 2018 nếu trong trường hợp mức lãi suất tiết kiệm mà tăng thì chắc chắn là gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái bong bóng, có những cái việc mà bất động sản sẽ đóng băng. Ví dụ nếu lãi suất tiết kiệm mà trong đầu năm mà họ không giảm, họ sẽ tăng thì lập tức lãi suất cho vay sẽ tăng lên. Khi lãi suất cho vay tăng lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy các mô hình, từ cái mô hình gửi tiết kiệm này chúng ta biết được lãi suất của mô hình cho vay tăng thì chắc chắn là nó sẽ đánh trực tiếp vào bất động sản và chứng khoán. Việc giải chấp vào chứng khoán sẽ yếu đi, việc giải chấp về bất động sản sẽ yếu đi. Do đó năm 2019 chúng ta sẽ nhìn nhận ở các cái kênh đầu tư mạo hiểm hơn, có thể là Forex, có thể là hệ thống của chúng ta, đó là TPFX.Asia mà David cũng hệ thống chúng ta làm được. Trên đây thì David sẽ đưa ra một số các cái mô hình về No Loss System, một trong những giải pháp không thua lỗ, Richie Fund. Chúng ta vào Richie Fund để chúng ta tìm hiểu về No Loss System.
Chúng ta có thể tìm hiểu giá đầu tư giá trị tại Ritchie Fund, một trong những giải pháp không thua lỗ. Vậy no loss system là gì? Chúng ta đánh giá là không thua, bởi vì sao ạ? Rủi ro nhất của chúng ta là hòa vốn, đó là no loss system. Chúng ta có thể vào richiefund.site để chúng ta tìm hiểu, Nếu ai xem video này, chúng ta tìm hiểu về no loss system, một trong những giải pháp hedging lệnh để chúng ta biết được phân bổ tài khoản A và tài khoản B. Và rủi ro nhất đó là không thua, đó là giữ nguyên vốn, rất là an toàn. Nhưng mà lãi suất thì có thể đạt đến gì ạ? Từ 2 cho đến 8%, hoặc là 20%. Từ đây chúng ta đưa ra các giải pháp về đầu tư. Chúng ta có thể vào đăng ký ở tpfx.asia để chúng ta có thể đăng ký được các cái tài khoản để chúng ta cùng liên lạc với team của David nói về TPFX. Ở đây họ đưa ra rất nhiều các thông báo, ví dụ TPFX giao dịch trong năm mới và giao dịch trở lại, đúng không ạ? Giao dịch no loss system và thực hiện tính toán để đảm bảo hiệu suất với non-farm rất nhiều. Ở 27 tháng 12 các tài khoản được ghép vào giao dịch, có những tài khoản nhỏ $1,500 hay rất nhiều các tài khoản nhỏ hơn để họ ghép, đúng không ạ? Và đảm bảo các mức lợi nhuận rất là tốt. Các cái mô hình đầu tư, các cái vấn đề về giao dịch, các vấn đề giao dịch hiệu quả, chúng ta có thể liên lạc với tpfx.asia. Ngoài ra chúng ta tìm hiểu về forex.vn, một trong những mô hình giao dịch đầu tư vốn ít, đưa ra các cái quá trình giao dịch an toàn và hiệu quả. Các cái tin tức và tuyển dụng hàng ngày để chúng ta có thể tham khảo. Chúng ta quay trở lại với lại các cái mô hình đầu tư, chúng ta nhìn cái comment ở đây. Chứng khoán thật khó lường, kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt, VN Index đạt đỉnh của 17 năm là 2014, điểm vào là mùng 9 tháng 4 năm 2018. Nhiều tổ chức cá nhân dự báo chỉ số này sẽ đạt 1.300 điểm đầu quý 1, nhưng thế giới có nhiều biến động, chứng khoán sụt giảm làm cho VN Index chỉ còn 892 điểm. Tại phiên giao dịch cuối cùng năm 2018, là nhà đầu tư tôi thấy buồn, nhưng tôi nghĩ rằng hết mưa thì lại nắng. Chúc tất cả nhà đầu tư năm 2019 có nhiều niềm vui. Đây là một trong những cái đánh giá của một nhà đầu tư. Và chứng khoán giao dịch thì cần phải rất nhiều vốn. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải học rất là nhiều các mô hình. Tuy nhiên TPFX Asia thì rất là đơn giản, có rất là ít vốn. Chúng ta quay trở lại các cái comment tiếp. Thà là đầu tư bất động sản, chứng khoán tuy có thể thua lỗ nhưng cái chúng ta học được là rất nhiều, chưa kể các mối quan hệ phát sinh từ đó. Nó cũng là một tài sản vô hình. Bạn này nói rất là đúng, chuẩn. Tôi sắp chết vì bất động sản. Đây có một cái comment của bạn Kim, đúng không ạ? Thì người ta nói rằng đầu tư ở Đà Nẵng đi bạn ơi, trong năm rồi tăng gấp 3 lần, đúng không ạ? Thì đây là những cái mà chúng ta sẽ xem. Và cái người này, VNKT, bạn ấy đánh giá là lãi tiết kiệm sẽ còn tăng nữa. Và từ cái việc lãi tiết kiệm này, chúng ta sẽ đánh giá được, thứ nhất là cái việc lãi suất gửi tiết kiệm tăng lên, đúng không ạ? Lập tức là các mô hình cho vay và huy động sẽ tăng. Từ đó, các mô hình giải ngân cho chứng khoán, bất động sản và các mô hình tài chính khác có thể khó khăn hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ đánh giá một năm 2019 sẽ có những cái sự tác động tích cực của rất nhiều các mô hình. Tuy nhiên, cái việc huy động tiền mặt là càng ngày càng khó. Do đó, chúng ta sẽ phải đánh giá về các cái vấn đề về đầu tư bất động sản như thế nào để sao cho chúng ta an toàn nhất. Vậy năm 2019 là đầu tư vào những cái mô hình gì? Chúng ta sẽ xem xét ở đây. Rất nhiều các cái mô hình 10 cách để buộc bản thân tiết kiệm để thành công. 30 triệu nên vay mua đất hay không? 4 bước cần làm khi chót mắc sai lầm về tiền bạc. 3 kiểu người trở nên dễ trở nên giàu có. Đúng không ạ? Đổ tiền tỷ mà trà sữa nhượng quyền. Là cách làm giàu từ những triệu phú Mỹ. Nên bỏ ra 1,5 tỷ đồng để nâng cấp nhà cho thuê. Rất nhiều các câu hỏi hay ở đây để chúng ta có thể theo dõi và đưa ra các mô hình. Và chúng ta sẽ nhìn thấy các cái lời khuyên về tiền bạc, các vấn đề về đầu tư. Vậy thì trong năm 2018 là chúng ta có rất nhiều các mô hình đầu tư rồi, thì chúng ta có thể search năm 2019 chúng ta đầu tư gì hiệu quả.
Rất nhiều, đúng không ạ? Rất nhiều các mô hình đầu tư gì. Và 50 nền tảng đầu tư năm 2019 là đáng chú ý. Kinh kinh doanh gì nhỏ vốn ít năm 2019, đúng không ạ? Vậy thì để chúng ta có được cái nhìn tốt nhất và phân tích cùng với David. David sẽ tổng hợp toàn bộ tất cả những cái ý tưởng này cũng như là các cái mô hình để cùng phân tích với các bạn. Các bạn có thể liên lạc Zalo 0987732228 hoặc là gì ạ, comment ở dưới đây hoặc là đăng ký để David cùng với các bạn đưa ra các mô hình vốn ít và chúng ta giữ được vốn để chúng ta có được cái nhìn tốt nhất về thị trường, về đầu tư. Vốn nhiều để chúng ta có thể đạt được các mức hiệu quả. Thì hy vọng rằng các cái mô hình năm 2019 sẽ đưa ra cho chúng ta những cái cách để chúng ta xử lý an toàn và hiệu quả. Dòng tiền đổ vào 2019, năm 2019 nên đổ tiền vào đâu, đúng không ạ? Đầu tư gì tốt nhất, ủy thác ra sao, có tiền đầu tư vào đâu ở thời điểm này? 2019 đầu tư vào chứng khoán mới nổi. Hoặc là tiền nhàn rỗi cuối năm đầu tư vào đâu? Đúng không ạ? Ý tưởng kinh doanh lớn và nhỏ ra sao năm 2019? 50 nền tảng đáng đầu tư năm 2019, rất nhiều rất nhiều. Từ đó chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta tiếp cận với forex.vn, đưa ra những cái lời khuyên và những cái cảm nhận của những nhà đầu tư. Và chúng ta hãy đăng ký cùng với David ở tpfx.asia, một trong những quỹ đầu tư đảm bảo tốt nhất để hiệu quả và giúp cho chúng ta giữ được vốn an toàn. Xin cảm ơn mọi người.